ngành kỹ thuật xét nghiệm y học. Mã ngành 6720602. Trình độ đào tạo cao đẳng. Hình thức đào tạo chính quy. Thời gian đào tạo 3 năm. Quy mô tuyển sinh 100. Triển vọng ngành. Trong bối cảnh hiện nay, chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của toàn dân trên thế giới. Cùng với đó, nhu cầu về chất lượng xét nghiệm để kịp thời phát hiện bệnh tật và có hướng điều trị tối ưu ngày càng tăng lên. Vì thế, ngành xét nghiệm y học được xem là ngành trọng điểm quốc gia và được đầu tư phát triển mạnh trong những năm gần đây. Điều này đã tạo nên cơ hội việc làm vô cùng lớn cho các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường chuyên ngành xét nghiệm y học.